Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay như thế là đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2019. Hôm nay thì ngày cuối cùng đi làm thì anh em cũng chỉ đến để dọn dẹp và văn phòng, dọn dẹp và xưởng. Sau đấy thì sẽ tập trung để bác quản lý công ty sẽ nói lời cảm ơn anh em, tất cả thành viên công ty. Rồi thì có tiệc ăn uống, đồ nướng, các thứ. Thì có video sẽ đi kèm với phần này ở phía sau, các bạn thì các bạn sẽ xem nhé. Thì cạnh đấy thì vẫn có khoản nữa là quà Tết, cũng giống như ở Việt Nam mình là nghỉ Tết thì nó sẽ có quà. Tuy nhiên thì quà ở Nhật ở Việt thì có gì khác, còn tí khác đó là ở đây sẽ cũng là giống mình thấy giống ở ngày xưa thì cũng là bốc thăm lấy số và ra chọn quà. Đây thì mình bốc số 28. Nó tạo này là một số khá là may mắn vì được thêm một cái cục thịt như này. Đây là Smo Kham 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 là cái gì? Cái này thì không biết, chưa biết là cái gì. Đây thịt gì đây? Giống như là thịt sông khói. Giống như thịt sông khói. Nhưng mà trong đấy thì nó ngoài ra thì nó có những cái khác. Nó hơi khác ở Việt Nam một tí. Đấy là ở Việt Nam thì quà Việt Nam mình hay những cái quà Tết hay sẽ có những cái dùng để thờ cúng các thứ thì nó sẽ đẹp hơn, đóng gói là đẹp. Đấy. Còn ở Nhật này thì người ta không có cúng bái, không có thắp hương thắp nhang gì, thì thành ra là họ cũng đơn giản hơn trong cái việc quà. Thì tất nhiên vẫn gồm một tờ lịch, lịch này 2020, như vậy là đã 2020 rồi, hai lần lấy lịch ở Tết ở bên Nhật rồi các bạn. Nihon no Seiki đây là lịch Tây lịch của Nhật Bản, có hình ảnh cái lá đỏ này. Và thứ hai ở trong đấy thì lại có được một cái găng tay. Găng tay này thì chắc là mua ở cửa hàng Trăm Yên chắc thế đó, cái này chắc là cũng giá 300 yên, mua ở cửa hàng 100 yên, nhưng có loại này khá dày chắc là giá 200-300 yên gì đấy. Có người còn được cả cái bịt tai 100 yên đấy. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là một thạch, thạch trong này có một múi quýt và một quả cherry, hình như là quả cherry thì phải. Đấy, ăn thạch này ăn rất là ngon. Họ làm thạch rất đẹp. Đấy. Thạch này cũng khá đắt đấy, nếu mà ngoài chợ thì, ngoài siêu thị cũng bán tầm 8 9 yên 100 yên một cái. Và nữa là một túi cà phê, ba gói cà phê sữa, cà phê đen. Và đây ba gói đều là cà phê sữa, một túi đen, một túi nâu, một túi xanh và một túi màu màu nâu nhạt hơn. Đấy. Tư là một túi bánh kẹo. Mở luôn, mình giờ mới mở. À, cái quy ạ. Quy ạ. Đấy. Bốn cục như này, bốn cục bốn màu. Và một cái bánh quay như này. Năm ngoái thì mình cũng nhận được một cái kiểu như thế này, nhưng mà nó to hơn và màu đỏ thì nó lên là màu xanh. Đấy. Rồi, tư. Và cuối cùng cả được nhiều nhất đấy là đây, các bạn nghe tiếng gì nhá, ten 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 này là bốn lon bia Asahi. Bia này là bia thật nhá, đấy, Asahi Asahi trắng là bia ngon nhất ở Nhật Bản rồi. Và đây có thêm một lon premium của Yabisu. Đấy, cái bia này cũng ngon. Và nói chung là đây là quà Tết thì người ta sẽ tặng toàn là bia, bia gọi là 100% là bia. Chứ còn nếu mà mua ngoài uống ấy, thì người ta sẽ mua thì bia Nhật có 3 loại, một là bia này là bia thật này. À, phải là không phải bia thật giả mà là bia này là bia nguyên chất. Một loại nữa là Hapusil ở trung bình. Còn một loại nữa là giặt chữ xô, giặt chữ gì không nhớ rõ lắm, nhưng mà nó là rẻ nhất. Nhưng mà uống thì thường hay uống hạt cô siêu là cái ở giữa, nó khoảng tầm là 100 yên một lon như này, trong khi hàng thực tế này thì nó là 200 yên một lon,
một lon này nó bằng 200, có bằng hai lon kia đấy. Đấy là tất cả những cái quà Tết mình nhận được ở Tết ở Nhật, và đã là 2 năm nhận được rồi. Thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi ra ăn ở một cái xưởng, và bình thường nó là xưởng sản xuất, nhưng mà hôm nay cuối năm sẽ dọn lại để mà làm cái chỗ cho anh em ăn tiệc ăn uống. Ok, mời các bạn cùng đi ra ăn món thịt bò nướng Nguyên Tạng. Còn là gì? À, như thế luôn. Yeah, trong thùng cho có bia trong kìa. À thế à? Trong theo thùng có bao nhiêu? Toàn đá trong có bia. Công ty làm bữa cải về đồ phụ cho anh em ăn. Trước để về nghỉ Tết. Đấy, mấy thằng Nhật nó vào thấy nó chán nó đi ra luôn. Phát xem món canh này, người giống cơm lợn đây có món gì, có gì đâu. Củ cải này, đậu hũ này, hành này, nong này, cả món gì tất tất cái này thôi. Hạch này, hạch, cà rốt, cà rốt, củ sâm sao ấy, củ gì, củ sâm cái gì, nó bán đầy ngoài thạch ngoài. Đây. Như cái thạch lòng lợn, lòng lợn nó không củ lên củ gì đây, củ sen, trước đi ăn mấy mài củ sen, vậy à, gừng, không phải gừng, nè, ăn phát biết liền, chung là cái cây gì đó. Ừ, mình ăn phát xem vị gì. Ăn đi không chết đâu. Ngon. Ăn được. Nghe chị ơi xì. Ăn thứ bắc đi. Ăn thứ bắc. Được, thế là bộ này bộ khác. Người ta đang làm món thịt bò đã. Tảng nó là 1 cân, 2 tảng 2 cân. Chi kilo cái này. Chi kilo cái này. Vamos con. Làm thịt bò nướng thôi anh em. Ngon không? Ngon không? Ui giời, máu tươi luôn. Phải ăn như nhịp sống Tây Bắc ấy nhờ. Ví dụ mà nhịp sống Tây Bắc luôn. Ngạt quá. Ăn cũng như nhịp sống Tây Bắc, ăn thịt bò tươi. Mà, quay cái miếng thịt bò vào. Ăn như thịt chim nướng ấy nhờ, còn tươi. Còn máu nguyên rồi. Đây anh Dũng Anh đang cắt cái món thịt bò ăn kiểu tái đỏ. không phải đếm, thừa hơi thiếu, cắt nhỏ đấy. Món thịt bò miếng này chỉ được 5 lạng thôi. Nhớ lúc này là 1 cân. Cắt nhỏ tí nữa Dũng ơi. Đôi kia cắt đôi ấy, cái dài ấy. Nào to của trường phép ấy. Khá to đấy. Đấy, đường đấy lật đi, đỏ quá. Đây là cái xưởng ăn, cái xưởng mình cho anh em Hàn. Bình ga với vòi đầy ấy, bây giờ biến thành cái chỗ ăn của cuối năm của công ty luôn. Đấy thì ga nhiều, công ty nhiều ga mà, có sưởi với lại bếp sưởi có, bếp nướng có rồi thì tích ga vào là nướng thôi. Bây giờ đoàn Nhật về hết rồi. Còn mấy anh em Việt Nam ở đây thôi. Đấy. Và lại vài người Nhật rồi.
chờ ăn nốt miếng thịt bò.